Xin chào bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với video tiếp theo trên kênh Miền Núi Tây Bắc của Lượng. Các bạn ạ, hôm nay Lượng này tiếp tục được các bạn đi khám phá và trải nghiệm các phong tục đám cưới ở trên Tây Bắc mình nha các bạn nhé. Hiện tại thì mình đang có mặt tại nhà gái các bạn ạ. Hôm qua thì mình có đi ghi hình khâu chuẩn bị ở nhà trai. Hôm nay thì mình đi theo chân chú rể sang bên nhà gái quay một số cái phong tục trước khi cô dâu về nhà trai như thế nào nhé các bạn nhé. Đây là phái đoàn nhà trai đến đón đồ này các bạn. Đấy, mặc trên mình bộ quần áo truyền thống của người Tây ở trên Tây Bắc mình các bạn ạ. Đây là hai bạn phù dâu đây, trên mình bộ trang phục truyền thống của người Giao Tuyển ở trên Tây Bắc mình này các bạn. Bộ trang phục vô cùng là tuyệt vời nha các bạn nhé. Đây là còn nhà gái thì có mấy người sang hả em? Đủ một chầu đông đủ. Đủ một mâm à? Cười tươi cái nào, 2 3 cười, ui ôi quá đẹp luôn. Đây là phù dâu đúng không? Trang phục truyền thống của người Giao, ở đây là gọi là Giao Tuyển nhỉ? Trang phục truyền thống của người Giao Tuyển này các bạn. Thế này nhá. Có đủ đâu, đầy đủ hết rồi. Đầy đủ mới được nhà. Được chưa? Rồi. Hết một khoảng thời gian khá là dài để di chuyển từ bên nhà gái sang nhà trai. Bây giờ thì đoàn nhà gái trai đã bắt đầu chuẩn bị tiến lên nhà và chuẩn bị làm một số thủ tục các bạn nhé. Hiện tại thì phái đoàn nhà trai và phái đoàn nhà gái đang mời nhau những cái ly trà này các bạn. Các bạn ạ, hiện tại thì phái đoàn nhà trai và phái đoàn nhà gái đã ra giữa nhà ngồi chuẩn bị làm một số thủ tục nha các bạn nhé. Bên này là phái đoàn nhà gái nè các bạn. Đó, có hai bạn mặc trên mình bộ trang phục truyền thống người Giao. Còn bên này là phái đoàn nhà trai này, có hai người mặc bộ trang phục truyền thống của người Tây này các bạn. Các bạn ạ, đây là mâm cơm để làm một số thủ tục trong đám cưới ngày hôm nay. Các bạn ạ, đây là hai bên trưởng đoàn nhà trai và trưởng đoàn nhà gái đang phát biểu làm một số thủ tục này. Thủ tục trong đám cưới người Tài thì cũng nhanh gọn thôi các bạn ạ.
cho bác tổng quản. Bố của đảng đối tác, bố bác đảng bố mưa ở đây cùng đi chảo đây chết chết đây khó méo đây làm mà đây cuống. Ngày vừa lại mưa tốt ban đây chúng tôi đang cùng một con cũng đang làm quán cho ăn hử giữa đây cùng đẩy là nhất lòng nó họ tự nhất lòng với họ trang đấy là giữa đây cùng đẩy là cùng đẹp như con tam ban. Các bạn ạ, như vậy thì bên nhà trai cũng đã làm xong thủ tục rồi nhé. Bên nhà trai và nhà gái phát biểu xong là chuyện cũng thông nhau rồi, bây giờ mời nhau một ly rượu xong là chuẩn bị xuống bên dưới sân khấu để trình họ hàng nhé. Làm một số thủ tục bên dưới kia là bắt đầu mời họ hàng sử dụng bữa trưa ngày hôm nay rồi các bạn ạ. Đây các bạn là một số vị khách đến thì đang dùng bữa này các bạn. Bên nhà trai thì hôm nay thì hơn 100 mâm nhá, 150 mâm các bạn. Nhà trai với sự hiện diện của đoàn đại diện gia đình họ nhà gái, ban tổ chức xin phép được trân trọng giới thiệu đoàn đại diện gia đình họ nhà gái đến từ xã Tân Dương, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai. Ban tổ chức xin được trân trọng kính mời toàn thể phái đoàn đi đưa dâu của gia đình họ nhà gái, chúng ta sẽ cùng đứng lên để ra mắt tới ông cụ bà, cô dì chú bác và toàn thể quý vị khách quý gần xa. Ngay sau đây xin mời toàn thể quý vị, chúng ta sẽ cùng hướng mắt lên trung tâm sân khấu hạnh phúc đến với một ca khúc vô cùng ý nghĩa. Chúng ta sau những năm tháng yêu thương, trải qua những năm đời tháng chờ, thì đến ngày hôm nay tình yêu của Hoàng Húy và Ngọc Ánh, tất cả quý vị chúng ta đang hiện diện trong chương trình mà MC Bích Thủy xin phép được trân trọng giới thiệu và kính mời trưởng đoàn đại diện gia đình họ nhà trai ông Ngọc Ánh tổ chức trang trọng tại trước tân tiệc cưới của gia đình họ nhà trai trong buổi trưa ngày hôm nay. Xin phép được bắt đầu và MC Bích Thủy xin phép được trân trọng kính mời hai gia đình. Chúng ta hãy cùng gửi lời chào thân thương, lời cảm ơn chân thành sâu sắc tới toàn thể các vị quan khách đã không quản ngại từ xa xa xôi dành thời gian quý báu của mình để tham dự chương trình. Và sau đây lời chào, lời cảm ơn đến từ hai gia đình cùng cô dâu chú rể. Xin được cảm nhận kính chào tới toàn thể quý vị và những người thân yêu của quý vị để nhận được chúc mừng. Và thưa toàn thể, sẽ có đôi lời phát biểu ý kiến, trân trọng kính mời ông. Kính thưa các cụ ông, cụ bà, cô dì, chú bác, thưa toàn thể anh em bạn bè của hai cháu, thưa toàn thể hội hôn, hôn vén ủng hộ cao của hai gia đình, bố thành tặng tốt thì bên nhà trai có hơi chờ kính ra tiên nhà. Gia đình của hai cháu làm sao giàu về tình cảm, vui về tinh thần, đẹp về văn hóa,
mạnh về kinh tế. Và bây giờ thì em xin rất là muốn rằng chú giải sẽ cho lời bàn trao nhất cưới cho cô dâu một cách rất là lãng mạn được không ạ? Rồi, và bây giờ chúng ta sẽ cùng chờ đợi xem chú giải sẽ thực hiện phần trao quà cưới của mình như thế nào đấy ạ. Vâng, và bây giờ các bạn có thể đang chờ đợi đấy ạ. Chúng ta đã chuẩn bị đây ạ. Quá tuyệt vời đấy ạ. Vâng, các bạn đã chờ đợi đến cuối những em cười lúc ăn ở mùa xuân. Em ơi, hạnh phúc đến rất gần. Ngày hôm nay là ngày đẹp nhất, hạnh phúc dâng tràn trong mỗi bước em đi. Vâng, đó là tình cảm yêu thương và chúng ta đang được chứng kiến tại trung tâm sân khấu hạnh phúc của chúng tôi ngày hôm nay. Cô dâu và chú rể đang thực hiện phần trao những kế cho nhau. Các biểu tượng rất là nhất cưới đó chính là một vòng tròn hạnh phúc, không có điểm bắt đầu và cũng không có điểm cuối. Chúc cho hai bạn trẻ chúng ta tình yêu luôn luôn luân chuyển trong vòng tròn hạnh phúc không rời xa nhau. Và tiếp vào thể quốc hệ khách quý, thưa quan viên hài họ, và ngay sau đây là những món quà vô cùng tuyệt vời yêu thương được trao tặng từ người thân. Và bây giờ món quà đầu tiên em xin phép được trân trọng giới thiệu và kính mời xong sẽ cùng tiến bước lên sân khấu ạ. Để nhắn nhủ một đôi lời với hai con của mình như thế này ạ. Thế là cháu đã thành con, bác thành bố mẹ chẳng còn lạ xa. Ăn chung bữa ở trong nhà, nói năng thêm giọng vào ra thêm người. Nhà mình quý nhất con ơi, nâng niu gìn giữ nghĩa đời trước sau. Đã dặn hai tiếng thương nhau thì thương cho đến bạc đời. Người vệ sinh những khi dọn dẹp một mình thì con tự ví chúc sinh trong nhà. Buồn làm dâu sẽ chóng qua, niềm vui lắng đọng, nỗi xa xích gần. Vâng, đó chính là những tình cảm yêu thương của những người bà trinh thự dành cho hai con của mình. Xin mời toàn thể quý vị chúng ta hãy cùng nồng nhiệt dành những tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng. Cảm ơn các tràng pháo tay thật lớn của người đàn ông. Vâng, với món quà vô cùng tuyệt vời ạ. À, xin được trân trọng cảm ơn sự món quà đến từ bà nội của chú rể và người ấy. Vâng, xin phép được trân trọng kính mời bà nội. Vượt trên một đường xa xôi về với quê hương Vĩnh Yên, đến với gia đình ông bà trung thực. Chúc cho tình yêu của hai bạn trẻ chúng ta. Chương trình ba tiếng và chú bé hai đã cố lên, anh đã được mạnh. Và để chú trai xung quanh chúng ta được càng lớn thì càng tuyệt vời. Và xin mời chú rể sẽ mở vòng bạc bảo vệ của nắp chai. Sau đó chú rể sẽ hướng nắp chai lên trần dọc. Vâng ạ, để chúng ta cùng chứng kiến những khoảnh khắc vô cùng tuyệt vời ngay sau đây. Và bây giờ tất cả quý vị chúng ta đang rất hồi hộp. Vâng, chai rượu vâng đầu tiên là nổ rất lớn rồi quý vị ơi. Vâng, và xin mời hai bạn trẻ hãy dùng tay trong này rót một giọt rượu sâu tay tràn trề lát lên tinh thần của mình ạ. Thưa toàn thể quý vị, trong tay bát chén rượu hồng chúc tình thân mật trong đồng chưa yêu. Rượu kia muốn nói bao điều để dầu tình giót bóng sâu ân tình nâng lên hai đứa chúng mình rể dâu cùng gió và mặt ngọt nước để tưới chút tình yêu hơn tươi thắm thế không ạ. Và bây giờ các bạn ơi, chúng ta cùng chứng kiến ạ. Vâng, một hai ba bạn nổ rất lớn rồi thưa quý vị, rất là lớn thưa quý vị. Đó chính là khai tuyệt cho buổi đầu tiên ngày hôm nay, đó cũng là minh chứng tình yêu của mình. Xin mời các bạn chú rể sẽ cầm hai ly rượu ra đây và đứng về chính giữa sân khấu ngày hôm nay. Vâng, thưa toàn thể các vị các chú, thưa quan viên hai họ, ước gì anh hóa cây câu và quý là tấm bệ để ôm câu suốt đời. Vâng, ngày hôm nay thì niềm ước của hai bạn trẻ đã trở thành hiện thực rồi phải không ạ? Và tất cả quý vị chúng ta hãy cùng chứng kiến giây phút vô cùng tuyệt vời ngay sau đây. Xin mời cô dâu và chú rể hãy cùng vác tay và uống lên rượu ra đời trước sự chứng kiến đất đường của toàn thể quý vị. Tất cả quý vị chúng ta hãy cùng chứng kiến giây phút tuyệt vời này. Cho chú rể và cô dâu xin một lần nữa gửi lời cảm ơn chân thành tới toàn thể quý vị đã không quản ngại đường xá xa xôi dành thời gian cho báo của mình. Hồng chúc mừng hạnh phúc trăm năm, chúc toàn thể quý vị khách quý có một buổi trưa thật nhiều niềm vui, ấm áp, an lành, hạnh phúc, ngon miệng với thực đơn của gia đình. Vâng, và với những tình cảm yêu thương toàn thể quý vị.
Đây các bạn à, mâm cỗ chính của chúng ta thì có món gà chiên này, không thể thiếu món giò này các bạn. Và thịt trâu các bạn. Thịt lợn nướng, hai món thịt trâu các bạn. À, các bạn ạ, như vậy thì Lượng vừa đưa các bạn đi khám phá và trải nghiệm xong phong tục đám cưới của đồng bào người Tày ở huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai mình nhé các bạn nhé. Một cái nghi lễ đám cưới vô cùng là thú vị các bạn ạ. Giờ thì mình có khi xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem video của mình trong ngày hôm nay nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.